giờ bài nha như vậy. Ừ, thầy nhận trên Zalo đó nhớ không? Có gọi Dạ lại có, dạ có, không? hy vọng còn nhớ. Ờ, con mà không nhớ. Rồi, hãy bắt đầu gọi ngẫu nhiên nha. Thì quên xem màn hình. Rồi, chưa? Hôm bữa thầy đã dạy cho em được một vài thứ rồi nè. Đầu tiên là tính đơn điệu nè. Tính đơn điệu tức là đồng biến nghịch biến á. Rồi, đâu bạn nào cho thầy biết hàm số sao gọi là đồng biến, hàm số sao là nghịch biến đâu. Thử xem. Đâu, số 1 coi. Alo, số 1 ơi. Rồi, thì em luôn rồi. Số 1 có vô học mà. Số 1 Khánh An. Khánh An đâu rồi Khánh An? Thi Hân có mét thư rồi, ok. Thi Hân. Rồi số 1 im luôn hả? Hương, cho thầy biết cái Hương. Hàm số như thế nào gọi là đồng biến, như thế nào gọi là nghịch biến? Đâu rồi, Thanh Hương đâu rồi? Tính tài của tính số 1 lắc thầy. Ok. Mét em lỗi hả? Sao sao nhiều đứa mét lỗi quá ta? Các em cố gắng khắc phục thử nha, chứ nhiều khi các em muốn hỏi bài gì mà mét thư không hỏi được rồi sao? Thảo Phi. Rồi hơn mét thư luôn rồi hả? À, các em vào sao khỏi chép mã số nữa nha. Các em vào sao thầy add vô thì thầy thấy tên thầy biết mà. Rồi Hiểu Khánh. Hiểu Khánh đâu rồi? Có bật mic được không? Dạ. Rồi thầy nghe. Hàm số như thế nào là đồng biến đâu, nhắc thầy nghe coi. Hệ số đồng biến thì Cái quên từ từ không vào bài, thầy nhắc rồi nha, thầy có kêu vào bài nên thầy trả bài rồi nha. với mọi ít đi tắt này chứ không phải. Ừ, sao không, thầy không cần cái đó. Thầy nghe mùi là đang đọc sách giáo khoa hay gì đó. không có lại Thầy chỉ cần đơn giản thôi. Bữa trước thầy dạy sao? Nay nói đơn giản vậy thôi. Thầy không có cần em học thuộc lòng cuốn sách. Giờ đơn giản nè, ít tăng. Ít tăng y làm sao? Thì gọi là đồng biến. dạng. Ừ, chắc hổ. Đồng biến nha. Y tăng Động biến tức là hai thằng này biến đổi cùng nhau là x tăng y phải tăng. Rồi, hoặc là x giảm thì sao?
giảm. X tăng, y tăng, x giảm, y giảm, tức là hai thằng biến đổi cùng nhau, cùng tăng hết hoặc cùng giảm hết thì nó là thằng biến. Ok chưa? Có bạn nào quên nữa không? Rồi ok, cảm ơn em. Rồi đâu, Thiên Phúc nhắc cho thầy coi, nghịch biến. Dạ thầy, nghịch biến là khi x tăng y giảm hoặc là x giảm y tăng. Ừ đúng rồi, cứ một thằng tăng một thằng giảm á, thì là nghịch biến, còn hai thằng tăng hết hoặc hai thằng giảm hết là đồng biến. X tăng y giảm nè, hoặc là x giảm thì y nó sẽ tăng. Hai thằng này các em thấy biến đổi ngược nhau thấy không? Cứ thằng tăng thằng giảm thì hai thằng đi ngược thì nó là nghịch biến. Rồi nhớ nha, nhớ kỹ phần này nha, thầy không có cần mà các em x1 nhỏ hơn x2 gì đâu, thầy cần các em hiểu đơn giản thôi. Rồi thứ hai là tính chẵn lẻ nè. Rồi thầy đảm bảo luôn, tính chẵn lẻ có rất là nhiều bạn quên luôn. Rồi thử vài đứa biết liền. Thảo Vy nhớ không Thảo Vy? Dạ là F trừ x bằng bằng fx thì chẵn. Ghê vậy ta. Giỏi đó. Rồi cảm ơn em. Rồi bạn khác đi. Tôi nghĩ rồi, số 31. Hàm số sao là lẻ em? Alo 31 ơi, Văn ơi. Rồi ba bạn nghĩ nha, Bảo Duy, Bảo Thiện, Hoàng Thánh. Rồi vậy là Nghi Văn có học rồi. Nghi Văn đâu? Mở mic thầy coi coi. Con xài máy tính bàn, máy tính bàn. Máy tính bàn em xài lo, không có xài micro hả? Ừ, em cố gắng mua cái dây điện thoại giống như thầy vậy đó. Chứ nhiều khi hỏi bài rồi, không có mic rồi hỏi làm sao. Rồi đâu Thủy Ngân coi. Hello Ngân ơi. Dạ. Rồi chào chị xíu. Rồi cho thầy biết coi hàm số nghịch biến là sao. Ủa hàm số lẻ sao gọi là lẻ này? Dạ thưa thầy là f trừ x sẽ bằng trừ fx. Ừ đúng rồi. Đó ít nhất cũng phải có vài đối thuộc gì chứ. Rồi ok cảm ơn em. Rồi được chưa, nhớ hết chưa? Có ai cần vậy, có ai cần thầy giải thích lại phần nào không? Phần này mình làm bài tập cũng hơi nhiều rồi đó. Rồi hôm nay thầy ôm nhẹ nhẹ cái này cái nha. Rồi xong phần tiếp theo. Phần tiếp theo là phần hàm số. Mình đã học được những hàm nào rồi? Rồi đâu bài số 2 cho thầy biết coi, mình học được những hàm nào rồi? Alo số 2 ơi. Dạ thầy. Rồi thầy nghe, mình học được những hàm nào rồi? 1 2. Bậc 1 là gì? Dạng của nó là gì? Y bằng. Y bằng AX. AX. Cộng. Cộng. Ủa? Cộng gì? B. Cộng B. Rồi hàm gì nữa? Y bằng. Y bằng y bằng quên. AX bằng cộng B cộng không, D. Không chưa, thằng đó thầy chưa dạy. Cái đó là em học của ai rồi đó chứ thầy chưa dạy phần đó. Y bằng B nhớ không? Rồi thằng thứ ba là y bằng. Chị thì gói. X nhớ không?
Rồi cho thầy biết tên của mấy thằng này coi. Thằng này tên là gì vậy? Một một. Ừ, thằng này. Rồi suy nghĩ đi nha. Y bằng B là hình gì? Hình hàng. Ờ. Rồi, còn hàm cuối cùng. Hàm trị tuyệt đối. Rồi thì ghi tên dưới nha. Thằng này là hàm bậc 1. Bậc 1 hay còn gọi là bậc nhất á. Thằng này là hàm hằng nè. Và thằng này là hàm trị tuyệt đối nè. Rồi ok, cảm ơn em. Rồi thầy sẽ đi nhắc từng cái phần trong đây luôn. Nếu các bạn nào làm biến không học, thầy sẽ hỏi là sẽ lòi ra được thôi. Rồi, nói số 3 coi. Alo, số 3 ơi. Dạ, thầy hỏi thầy. Rồi, bây giờ trong một cái hàm á, thầy kêu em xét những cái gì em còn nhớ không? Trong một hàm bất kỳ, mình xét những cái gì? Dạ thầy ơi, thầy hỏi lại em mới từ ngoài vô. Ừ, trong một nó ồn quá. Trong một hàm bất kỳ mình sẽ xét những cái gì của cái hàm đó? Xét a rồi. Quên. Quên, tập xác định. Ủa? Hay là if tập xác định. Tập xác định của này là gì? Tập xác định ký hiệu là chữ gì? Dạ chữ D. Ừ đúng rồi, hên quá nhớ được chữ D ha. Rồi D bằng gì? D bằng R. Rồi D bằng R, chính xác. Rồi thêm thằng nữa đi. Chiều biến thiên, bảng biến thiên, tập xác định rồi, thôi khỏi đi. Rồi đồ thị. Dạ. Đồ thị của thằng này là đường gì? Dạ đường thẳng. Rồi, đường thẳng. Ok, tốt. Rồi, cảm ơn em. Rồi hàm thứ hai. Rồi hàm thứ hai làm tương tự một bài mất kỳ. Hương coi, Hương mở mic được chưa? Dạ được thầy. Rồi nãy xem luôn vậy Hương. Ờ thầy có kêu không á thầy? Ờ có chứ, không tin hỏi mấy bạn coi, có mấy bạn làm chứng nè, 30 mấy đứa lần á. Thầy không? Dạ vậy. Em muốn như thầy. Ừ. Rồi xét tập xác định coi. Dạ thầy, tập xác định là D bằng G luôn thầy. Ờ, D bằng R. Rồi, đồ thị. Ờ, đồ thị hả? Đồ thị ngang á thầy. Ngang sao? Ngang, ngang... Dạ, nó tên tục y á thầy, mở ngang qua luôn. Ờ, nó cũng là đường thẳng. Song song á thầy. Song song với ai? Song song với thầy hay sao? Dạ, song song với tục O, I, I, X. Cái gì? Ừ, song song với O, I, X. Dạ. Đây. Hệ trục tọa độ của mình nè, nè cái đường y bằng b nè, đó. Rồi ok, chính xác. Rồi cái này thầy không có dạy lại nha, thầy chỉ ôn lại thôi đó nha, thầy đã dạy rồi đó. Rồi hàm cuối cùng nè, hàm cuối cùng hơi chua nè. Rồi đâu Đạt? Đạt ơi, tập xác định của con này với Đạt. Để thầy nghe. Rồi tập xác định. Thầy là d bằng r. D bằng r. Đi thẳng qua đồ thị luôn đi. Oh my god. Oh my god. Chưa ôn bài, oh my god. À đồ thị của nó là một hai đường thẳng đi vô tâm. Ừ. Là đúng rồi. À chính xác, nó có dạng chữ gì? Chữ B. Ờ đúng rồi, chữ B cho nó dễ nhớ. Xác định đồ thị. Chua cái thằng kia con mà. Ai biểu giỏi. Rồi đồ thị nó có dạng chữ B nè. Đó. Cái này là cái góc tọa độ luôn nè. Rồi thêm thằng chua nữa nè. Rồi đạt được rồi, cảm ơn. Thiên Phúc rồi. Nha. Đơn điệu. Đơn điệu là đồng biến nghịch biến á. À, đồng biến nghịch biến à. Đồng biến trên khoảng nào, nghịch biến trên khoảng nào? Quên.
Nhớ qua này. Chưa nha, vẫn để mic cho thầy nha, đừng đừng nói, đừng có nghĩ là quên rồi thầy tha nha. Rồi đây nè, bạn Đạt mới nhát xong nè, đồ thị của nó là chữ V nè, đi qua góc tọa độ nè. Thấy không, đây đồ thị là màu đỏ nè, vậy nó đồng biến trên khoảng nào? Đấy, thấy không, thấy không? Thấy không Phúc? Biến từ dưới lên. Ừ. Đồ thị đi lên là đồng biến hay nghịch biến? Dạ, hình như là đồng biến. À, đồng biến, phải chắc chắn chứ sao hình như được. Rồi, vậy khúc này đồng biến nè, thấy không? Dạ. Vậy nó đồng biến trên khoảng nào? Đồng biến trên khoảng... Đồ thị là nhìn thằng Y, còn em kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến là nhìn thằng X. Từ không trở lên. Ờ, từ không trở lên. Từ không trở lên là lên tới đâu? Lên tới ba dương cực. Ừ, lên tới dương vô cùng. Vậy nó nghịch biến. Nghịch biến. Là từ âm vô cực cho tới... Rồi đúng rồi, chính xác, nhớ chưa? Hôm bữa còn hỏi cái thầy cái câu mà tại sao chỗ này không lấy số 0 nữa đó, nhớ không? Nhớ không Phúc? Dạ không. Không hả? Hỏi xong rồi quên luôn rồi hả? Rồi bạn nào chưa ôn bài, chưa nhớ thì thầy cho thêm một phút để coi lại cái này nha. Rồi coi đi, cái nào không hiểu thì hỏi thầy liền. Thầy ơi, sao đó không lấy không vậy thầy? Ờ, đúng rồi, em số mấy đó? Dạ, em số 3 nè. Ờ, số 3 nè, rồi ok. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không em? Dạ, hết rồi. Ừ. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Rồi, vậy thầy giải thích câu hỏi của bạn nha. Khi mà kết luận đồng biến nghịch biến trên một khoảng nào đó thì em chỉ ghi được là cái khoảng này thôi nha. Ví dụ như là 2 tới 3 thôi. Cái em không lấy hai đầu này. Cái em không kết luận như vậy, kết luận như vậy là sai. Và lý do sao còn nhớ không Phúc? Bữa thầy giải thích cho em rồi đó. Chính em hỏi luôn đó. Em có giải thích rồi. Ừ, trời ơi. Hỏi xong rồi quên hả? Con nhớ hỏi nhưng con không có nhớ thầy giải thích. Ừ. Tức là chỗ này có lấy được hai cái đầu này hay không á, thì tạm thời thầy chưa giải thích cho các em được. Bởi vì kiến thức của các em chưa đủ để hiểu phần này. Lên năm 12 mình sẽ học kỹ lại phần này. Và lúc đó mình sẽ quay lại giải thích. Cái thằng này nè, muốn giải thích được thằng này nè, thì em phải dựa vào tính liên tục nữa. Mà nó liên tục khi nào, chỗ nào nó liên tục, chỗ nào nó không liên tục thì bây giờ các em chưa biết được. Các em chưa được học tới, chưa biết được. Nên thầy sẽ không giải thích chỗ này được cho các em hiểu ha. Rồi mong mốt học lên tới 12 mà còn nhớ câu hỏi này thì quay lại hỏi thầy, thầy giải thích cho nghe ha. Vì bây giờ mình nhớ trong đầu luôn là chỉ được kết luận là cái khoảng thôi. Tức là hai đầu này không lấy, mình không kết luận thằng này ha. Mong mốt bạn nào sai chỗ này là thầy chửi nha. Chỗ này nói rồi nha, mình tạm thời chấp nhận nó. Dạ, được chưa? Được chưa số 3? Dạ, rồi. Rồi, còn một thằng này nữa nè, thằng này đồng biến nè, nghịch biến nè. Rồi, hàm bậc nhất đồng biến, nghịch biến khi nào đâu Hưng ơi? Số 9.
Alo, số 9 hai, hai, hai. Ờ, thay nghe. Dạ, đồng biến khi A lớn hơn 0. A lớn hơn 0, nghịch biến. Dạ, thì A bé hơn 0. A bé hơn 0, đồng biến trên đâu và nghịch biến trên đâu đó? Trên nó có giống cái khoảng này không? Ừ. Trên đâu hơn, còn nhớ không hơn? Đây dạ không. Nè, nhìn nè, thầy mới vẽ ra luôn. Dạ, nó giống. Ừ, ừ. Từ đây tới đây là từ đâu tới đâu? Nó đi từ trừ vô cùng tới cộng vô cùng đúng không? Dạ. Ờ, thì nó là R đó. Chịu không? À, vậy hiểu. Ừ. Có bạn nào còn thắc mắc tại sao mình lại ký hiệu cái này không? Nó đồng biến trên khoảng này và nghịch biến trên khoảng này. Còn này là nghịch biến đồng biến trên R không? Còn bạn nào thắc mắc chỗ này không? Thầy giải thích lại cho. Rồi em xin một vé. Rồi em xin một vé. Lại. À, sao nghe giọng quen quen vậy ta? Em mới vô đúng không? Vô lâu rồi thầy. Vô lâu rồi hả? Rồi đây nhìn nha, nhìn kỹ nha. Vé thì chỉ bán một lần thôi nha, không bán lần nữa nha. Rồi đây x O Y. Rồi giả sử cái đồ thị của em như vậy. Đây đồ thị dài đi. Chỗ này là trừ 3 chẳng hạn. Thì á, các em muốn biết đồng biến hay nghịch biến là các em phải dựa vào cái đồ thị. Đây chính là đồ thị nè, cái màu đen là cái đồ thị á. Thầy nhắc lại nha, muốn biết đồng biến hay nghịch biến phải dựa vào đồ thị. Xem nó đi lên hay nó đi xuống. Phần này nó đi xuống nè. Cái phần màu xanh dương là đi xuống nè. Tức là thằng này nó sẽ nghịch biến nè. Và khi mình kết luận cái khoảng nghịch biến á, là mình đồ thị này là đồ thị của thằng Y nha. Y bằng gì đó nha. Mình có một cái đồ, một cái hàm số nó có hai giá trị luôn mà, Y và X mà. Vậy thì mình dựa vào Y để xác định đồng biến nghịch biến rồi nè. Vậy thì mình phải dựa vào X để mình kết luận khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của nó. Vậy thì em muốn biết khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến á, thì phải chiếu xuống X nè. Đấy. Đấy. Này vậy là nó nghịch biến trên cái khoảng màu xanh lá này nè. Thì là từ đây tới đây nè. Thấy chưa? Nhưng mà đồ thị của mình đâu dựng đây, nó còn đi nữa mà. Vậy thằng này nó còn ra xa nữa mà. Ra xa nữa thì là ra xa vô cùng á. Rồi nó đi tới đây thôi. Rồi nghịch biến. Rồi cái phần màu tím nè. Đồ thị đi lên nè, Y đi lên nè. Đây Y đang đi lên. Là thằng này là đồng biến. Và mình muốn kết luận cái khoảng đồng biến của nó thì mình phải chiếu xuống X. Rồi, tức là nó sẽ đồng biến trên khoảng X này nè. Tức là nó sẽ là trừ 3 cho tới. Thằng này còn đi nữa mà, thằng này còn ra xa nữa mà. Vậy thì nó đi tới cộng vô cùng luôn. Rồi, được chưa? Ok chưa? Hiểu chưa? Được rồi, thông não rồi. Rồi, ok. May quá chứ không bắt giải thích lại nữa. Rồi phần ôn của thầy xong ha. Yên tâm là mong thầy sẽ cho lại bài tập những thằng này trong cái buổi ôn tập cuối cùng chương của mình. Rồi thầy qua phần mới. Đó là thầy qua phần hàm số bậc 2. Thôi xóa hết luôn. Hàm số bậc 2. Rồi mình đã học lớp 9, mình đã học cái hằng tương tự như vậy rồi. Đó là cái gì? Ai nhớ? Y bạn. Đâu số 4 nhớ không? Số 4. Đây là E bằng Y bằng S bình. Ừ đúng rồi, Y bằng S bình. Thằng này mình gọi nó là bậc 2, nhưng mà bậc 2 của nó là chưa đủ nha.
Rồi tạm thời thầy không gọi nó là bậc 2 nữa. Thầy hôm bữa thầy có nhắc rồi á, cái cách gọi tên á, nè nhìn vào cái bậc cao nhất nè, thì thằng này là bậc 3 thì nó là hàm số bậc 3, bậc 2 thì là hàm số bậc 2 thôi. Rồi vậy thì hàm số bậc 2 của mình nó sẽ có dạng là y bằng ax bình nè, nhưng mà mình còn nữa nha, mình còn bx nè, mình còn c nữa nè. Mượn bậc 2 thì phải tới bậc 1, bậc 1 xong mới chạm số bậc 0, như vậy mới đầy đủ chứ. Còn thằng này là lớp 9 mình học nè, lớp 9 mình học thì hàm đơn giản là thằng này thôi, tức là b bằng 0, c bằng 0 luôn á, thì nó ra được hàm này nè. Rồi bây giờ lớp 10 rồi, lớn rồi, học hàm nâng cao hơn xíu, học đầy đủ luôn. Rồi thầy sẽ ôm lại một tí một cái hàm cũ xíu, là lớp 9 nè, y bằng ax bình. Rồi đồ thị, ai còn nhớ đồ thị của thằng này đâu? Đâu, ai nhớ? 14 nhớ không? 14 nhớ nhớ thầy. Hả? Dạ. Đồ thị của nó là đường gì? Nhớ không? Đường parabol đúng không thầy? Ờ, đường parabol. Tên của nó là tên parabol, nhưng mà cái dạng của nó là dạng sao? Cong hay thẳng hay là quẹo quẹo sao? Dạ cong. Ờ, thì, nó như chữ U. Ờ, nó giống như cái chén vậy. Đó, nó vậy nè. Thằng này là âm hay a dương em? Dạ a dương. Ừ, a dương. Rồi, hoặc là nó có thể như vậy nữa nè. Đó. Thằng này là a. A âm. Rồi, đúng rồi, chính xác. Rồi, vậy thì hàm bậc 2 của mình á thì mình nó cũng đồ thị nó cũng tương tự vậy thôi. Rồi bây giờ thầy đi làm những việc như bình thường trước nè. Đầu tiên là thầy sẽ xét tập xác định, rồi bảng biến thiên, rồi đồ thị các kiểu giống như mấy thằng kia. Rồi nhớ nha, khi mà tất cả những cái hàm mà các em học á thì các em đều phải quan tâm tới những cái vấn đề này cho thầy. Đầu tiên là tập xác định của nó là cái gì nè, rồi tính đơn điệu nè, đồ thị nè, đồ thị trước đi, rồi tính đơn điệu nè, rồi đâu thử ai tập xác định coi. Số 16. Dạ thưa thầy, là D bằng R. D bằng R, chính xác. Rồi đồ thị. Là đường cong. Ờ, đường cong nó là parabol, nó là như vậy nè, hoặc là như vậy nè. À, thầy mới vẽ cho bên đây rồi. Rồi tính đơn điệu của nó thì em thấy nè, em thấy là khúc này nó là sao? Nó thì xuống. À, nó xuống là nghịch biến hay đồng biến? Nghịch biến. À, vậy thì nó nghịch biến trong khoảng âm vô cùng đến 0. Đúng rồi, âm vô cùng đến 0, nó là nghịch biến. Còn nó đồng biến trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đúng rồi, chính xác, từ 0 đến dương vô cùng là đồng biến. À, rồi chưa xong đâu nha. Thì mới tính hỏi cái gì thì quên rồi. À, rồi được rồi, cảm ơn em. Tí thầy nhớ thầy hỏi sao. Rồi nhưng mà cái thằng này nè, đồ thị của nó là dạng giống như vậy nha, nhưng mà nó sẽ khác với cái hàm năm lớp 9 mình học xíu. Bởi vì lớp 9 mình học chỉ là ax bình thôi, còn thằng này mình học là ax bình cộng bx cộng c. Vậy thì cái đồ thị của nó sẽ bị dời đi một xíu, có thể dời qua trái, có thể dời qua phải, hoặc dời lên dời xuống. Đây thầy sẽ thử cho các em vài đồ thị để các em nhận biết được là nó dời như thế nào. Còn một tí nữa mình làm bài tập mình sẽ đi vẽ chính xác nó luôn. Đây, nó có thể dời qua như vậy, hoặc nó có thể dời xuống đây.
Chứ nó không nhất thiết là phải đi qua cái góc tọa độ này. Còn hồi lớp 9 mình học á, là bắt buộc nó sẽ đi qua góc tọa độ này luôn. Còn bây giờ hàm đầy đủ là nó có thể dời lên dời xuống, nó đi vòng vòng trên cái đây cũng được. Nhưng mà dạng của nó là dạng y chang. Một là cái chén ấp xuống, hai là cái chén quay ngửa lên. Rồi thì một cái đồ thị á, cái đồ thị parabol này á, thì các em chú ý cái điểm này cho thầy nha. Cái điểm này rất là quan trọng nha. Đó là cái điểm này nè. Đây, cái điểm này. Điểm này là điểm cực kỳ quan trọng. Tại vì nó là điểm đổi chiều của đang đi xuống nè, quay ngược lên nè. Tức là đổi chiều từ nghịch biến sang đồng biến. Đồ thị của nó có thể ấp xuống như vậy. Thì điểm quan trọng nhất của mình nó chính là điểm này. Thằng này nó đang đổi chiều nè, nó đang đi lên nè. Rồi tới đây nó gặp điểm này nè, nó đi xuống. Thì mình thử đi khảo sát coi điểm này nó có tọa độ là bao nhiêu nha. Rồi nghe kỹ nha, phần này hơi khó nha, tập trung. Rồi thầy sẽ cho các em coi sách giáo khoa người ta biết cái gì. Thầy biết là các em không có đọc sách đâu, các em lười lắm. Tạm thời cắt thằng này đi. Đây, hàm số bậc 2. Rồi đây, nếu các em nào xuyên đọc sách á, chịu khó đi đọc sách nhiều vô, thì các em sẽ thấy á, người ta sẽ đưa về giống với cái dạng hồi lớp 9 mình học. Đó là y bằng AX bình. Thì cái điểm đây, nhìn kỹ cái đồ thị này nha. Đồ thị này nè, là đồ thị Y bằng AX bình nè, A dương nè, A âm nè. Rồi thì người ta bây giờ học cái hàm này, người ta sẽ tìm cách người ta đưa về giống với thằng này. Đây nhìn nha, Y nè, bằng nè, A nè, cái cục này bình phương nè. Rồi vậy thì thằng Y bằng AX bình. Thì cái điểm này nè, chính là cái điểm mà X bằng 0 á. Thì em thấy X bằng 0 vô đây, thì lúc này ra là Y bằng 0, thì nó sẽ ra ngay góc tọa độ luôn. Rồi bây giờ người ta đưa về vậy, thì cái điểm này nè, nó sẽ là cái cục này bằng 0 nè. Nó là cái cục này bằng 0 nè. Tức là thằng này bằng 0 nè. Tức là X sẽ bằng trừ B chia 2A. Vậy cái đồ thị này của mình nè. Đây. Thằng này nè. Điểm này nè. Vậy thì hoành độ của nó sẽ là X bằng trừ B chia 2A. Ok chưa? Thì nguyên cái cục này bằng 0 nè. Thì y của em nè, nó sẽ bằng cái cục bên này. Thì chiếu qua đây, mình sẽ được thằng này là trừ delta chia 4A. Rồi, sao? Có bạn nào thắc mắc không? Thầy, thầy, thầy giảng lại lần nữa thầy. Ok, nãy giờ ngồi đâu?
Hương đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe giọng riết quen luôn. Rồi đây nha nha. Hồi đó là mình học đồ thị Y bằng AX bình nè. Y bằng AX bình nè. Thì cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất nè. Bởi vì cái điểm này là cái điểm đổi chiều của mình nè. Đúng chưa? Thì cái điểm này có phải là X bằng 0 không? Cái điểm màu đỏ nè là X bằng 0. Đúng không Hương? Dạ đúng rồi. Ờ Y bằng 0 thì Y bằng 0 luôn đúng không Hương? Dạ đúng. Rồi ok. Vậy bây giờ người ta cái hàm này nè, nó một nùi này nè, thì người ta tìm cách đưa về nó giống với cái dạng Y bằng AX bình nè. Rồi em thấy nè, Y bằng A của cái cục này bình nè. Vậy nó giống này chưa? Giống chưa Hương? Dạ giống. Nó na ná đúng không? Nó không phải là X nhưng mà nó cũng là Y bằng thì gì xuống dưới xíu. Bằng A này. Rồi Y bằng A nhân cái nùi gì đó bình nè. Cái nùi này thì đặt nó là chữ T đi. Chịu không? Dạ hiểu rồi. Rồi nó giống rồi nè. Nó giống rồi thì cái hằng mà Y bằng AT bình nè, trừ delta chia 4A nè. Thì cái lúc này cái đồ thị của em nó sẽ là như vậy. Đây nó là như vậy. Thì cái hằng này nè, ngay cái góc này nè, thì nó cũng giống như trên thôi. Thì cái điểm này nó là X bằng 0 á, thì nó ra điểm này. Còn hằng này là T bằng 0. T bằng 0 thì ra được điểm này. Thì T bằng 0 tức là cái cục này bằng 0 nè. Tức là X bằng trừ B chia 2A đó. Thế này là trừ B chia 2A nè. Ok không? Ok không Hương? Được không Hương? Ủa sao X bằng trừ B chia 2A vậy hả? Nguyên cục này bằng 0. Dạ. Nguyên cục này bằng 0 thì chuyển vế qua. Vậy là cái phương trình đó là Y nó sẽ bằng A nhưng cho X. Mà X bằng 0 rồi. X bằng 0 rồi thôi đừng ghi nữa. Vậy Y bằng trừ delta chia 4A thôi. Trừ delta chia 4A thôi hả? Y bằng A nhưng cho từ không? Không có A luôn hả thầy? AT mà T bằng 0 rồi. Dạ. Vậy thì Y bằng trừ delta chia 4A thôi. Vậy cái thằng này nè là trừ delta chia 4A nè. Dạ em hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Được ha. Dạ được. Rồi các bạn nào không được phải không? Rồi thôi, các em chịu khó xem thêm phần này trong sách giáo khoa nha. Thầy sẽ chỉ cho các em cách khác dễ tìm hơn. Và đây là kiến thức của 12. Thầy chỉ trước để các em biết cách tìm nó như thế nào thôi. Rồi bây giờ hãy ví dụ cái đỉnh. Rồi thằng này học thêm cái đỉnh cho thầy nè. Cái đỉnh của nó là đỉnh Y á, là trừ B chia 2A và trừ delta chia 4A. Đây nè. Đây sách có viết nè. Trừ B chia 2A và trừ delta chia 4A. Rồi đây nè, đây là đỉnh Y nè, đó, đỉnh Y là đỉnh đổi chiều á. Rồi đâu, bài số 17 cho thầy biết coi. Ở dưới này có tọa độ là gì vậy? Biết bạn. Alo, số 17 ơi. À,
Alo, alo, số 17, mất tiêu rồi. Rồi, số 32. Dạ vâng. Rồi, cho thầy biết coi điểm này có tọa độ là gì vậy? Dưới này ít bằng nhiêu? Như nếu mà hồi nãy thầy viết nó là ít bằng trừ b phần 2a không ạ? Đúng rồi, trừ b phần 2a. Thì bên đây? Cái đó là như là gì? Trừ delta phần 4b. Đấy, đấy, thầy có ghi trên nữa. Trừ delta phần 4a. Ờ, thầy có ghi trên đó. Y bằng trừ delta chia 4a. Rồi, ok. Rồi. Rồi thầy sẽ làm một cái đồ thị tương tự nha. Đồ thị này nó sẽ quay xuống. Đây là đỉnh Y của các em. Đỉnh này là đỉnh đổi chiều. Rồi đâu bạn nào cho thầy biết thằng này có tọa độ là nhiêu? Đâu, số 16 coi. Em nghĩ là trừ B phần 2A. Trừ B phần 2A. Thằng này trừ delta phần 4A. Ừ, y bằng trừ delta chia 4A. Rồi, ok, đây là đồ thị của nó. Đây, cái đồ thị này nè, thầy vẽ xuống nè. Thằng này là ứng với trường hợp A dương nè. Thằng này ứng với trường hợp A âm nè. Rồi, xong, ai thắc mắc gì không? Rồi, nhanh, tốc độ lên. Hỏi đi, thầy giải đáp cho. Rồi, một phút suy nghĩ bắt đầu. Không hỏi thầy hỏi đó nha. Rồi, không ai hỏi ha. Rồi, thầy qua. Rồi. Các em nhìn nè, thay vì các em biến đổi như vậy nè, thì nó sẽ hơi khó khăn cho các em. Thầy sẽ chỉ cách các em làm nhanh hơn. Đó là Y bằng AX bình cộng BX cộng C. Rồi, nhìn kỹ nha. Mình sẽ đi tính đạo hàm của nó. Đạo hàm của nó ký hiệu là Y phẩy. Và đạo hàm của nó là cái gì, các em chưa biết đâu. Nhưng mà các em chỉ cần biết cách tính là được rồi, mai mốt mình hiểu sao. Nguyên cái cục này đạo hàm nè, đạo hàm từng phần. Bậc 2 nè, nó sẽ giảm xuống bậc 1, con số này đem ra đằng trước. Bậc 1 nè, giảm xuống bậc 0, số 1 đem ra đằng trước. Là 1B, 1B thì ghi B thôi. C là hệ số tự do thì đạo hàm ra 0. Rồi, y phải của nó thầy đã tính xong. Có bạn nào thắc mắc không? Chưa kịp không? Nói thầy giải thích lại cho. Em thầy sao nó là 2AX cộng cho 2AX cộng cho B cộng cho O vậy thầy? Rồi nhìn nha. Thằng này là dạ. Y nha, thằng dưới là Y phải nha. Tức là đạo hàm á. Thầy thấy con số 2 này dạ. Không? Dạ thấy. Đem lần trước ra 2, dạ. ra 2A đúng chưa? Dạ đúng rồi thầy. Bậc của nó giảm xuống. Em lấy con số 2 của nó đi rồi thì nó bị mất chứ, nó giảm xuống bậc 1 thôi. Chịu không? À. Thằng này là x mũ 1 nè. X mũ 1 con số 1 em đem ra đằng trước. Dạ, rồi sao? 1B. Sao tên là C mà ở dưới là O vậy? À rồi, từ từ. Thằng này 1 đem ra đằng trước thì là 1B, x mũ 0. Từ bậc 1 giảm xuống thì còn bậc 0 đúng không?
Dạ. Rồi x mũ 0 chính là 1 luôn á. Vậy trước 1 sau 1 vậy thôi thầy khỏi ghi. Nha. Thằng này nó chính là x mũ 0 nè. X mũ 0 em đem ra trước em nhân 0 C ra cái gì? Dạ ra 0. Ừ, ra 0 nè nó đó. Chịu dạ. Chịu chưa? Dạ chịu thầy. Ừ. À, ok không? Có bạn nào chưa hiểu nó không? Rồi thầy tiếp nha. Cho thằng này bằng 0 thì em sẽ suy ra được là x bằng, đừng nói với thầy không chuyển vế được nha, trừ b chia 2a. Rồi nó là cái đỉnh đó. Đó nhìn đi. Đó nhìn đi. Thấy chưa? Ok hết chưa? Nhưng mà thầy vẫn khuyên các em là nhớ cái đỉnh này nha. Nhớ cái đỉnh này làm sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ mình tìm được x rồi nè. Để tìm được thằng bên đây nè. Là điểm Y nè. Nằm đây. Tức là điểm Y thuộc đồ thị chứ nữa. Điểm thuộc đồ thị thì làm sao nhớ không? Thế vô đây nó thỏa mãn. Vậy thì Y bằng A nè, x bình nè, là x bình nè, là x nè, trừ b chia 2a tất cả bình, cộng b nè nhân x, đây x nè, trừ b chia 2a, đây c nè, cộng c. Rồi rút gọn, rút gọn quy đồng ra, trừ delta chia 4a ra được là trừ b. B bình, nó sẽ ra được là B bình trừ B bình cộng 4AC chia 4A. Thằng này chính là trừ delta chia 4A. Ok hết chưa? Thầy vẫn khuyên là nhớ cái đỉnh nha. Nhớ cái đỉnh làm rất là nhanh. Rồi ok hết ha, thầy qua nha. Rồi vô bài tập. Vô bài tập thử phát là biết liền. Rồi ví dụ vẽ y bằng x bình trừ 2x cộng 1 có bạn nào lớp 9 nghỉ học không? Không biết vẽ đồ thị không? Vẽ đồ thị thì mình làm cái gì? Làm bảng biến thiên ra, làm bảng giá trị ra, x, y. Rồi đâu 26, số 26 làm bảng cho thầy coi. Dạ. À, còn nhớ cái này không? Dạ nhớ. Rồi cho thầy nhớ giá trị coi. Dạ hay là không. Còn nhớ là mình phải cho bao nhiêu giá trị không? Lớp 9 lớp 9 học rồi đó. Dạ ít là cho 5 giá trị. Ừ 5 hoặc 3 thì tốt nhất là nên cho 5. Đừng cho nhiều nữa nha. Cho nhiều nữa vẻ mệt lắm. Rồi cho 5 giá trị rồi em cho coi.
Dạ, trừ 2, trừ 1, trừ 0. 2, trừ 1. 0. 0. 1, 2. 1. 2. 2. Rồi, tính với cho thầy. Các em biết dụng chức năng call của máy tính không? Anh biết dụng thanh. Dạ. Yeah. Rồi, thầy chỉ nè. Em nhập lên máy tính là x bình trừ 2x cộng 1. Biết không? Biết nhập chữ x này không? Em bấm cái tiếng alpha đó. Dạ. Alpha x đó. Thấy giờ nhập được chưa? Alo, Thanh ơi, nhập được cho em. Dạ. Được, được rồi ha. Dạ. Rồi, em thấy trên máy tính á, cái dòng thứ hai, cái hàng thứ hai á, từ trên điểm xuống á, có chữ con. C A L C, thấy chữ đó chưa? Hay là máy tính bấm riết rồi nó mờ rồi nó chìm luôn chữ này rồi. Dạ nó mờ. Luôn. Em sử dụng máy nào? Dạ 570. 570. Biết phím shift nó nằm đâu không? Dạ biết. Ờ nó nằm dưới phím shift á. Dạ. Rồi bấm vô cái đó đi. Rồi bấm chưa? Alo, alo Hà đây, bấm chưa, bấm cái này chưa? Dạ, em đang bấm, dạ được. Rồi, bấm rồi đúng không? Dạ. Người ta sẽ hỏi là x bằng nhiêu đúng không? Có không? Dạ. Rồi, em cho x bằng trừ 2. Nhập trừ 2 bằng. Rồi, nó có ra kết quả không? Sao sao Thanh kiểu không Thanh? Em không ra. Rồi thôi để bữa sau thầy chiếu cái màn hình cái máy tính cầm tay lên thầy chỉ hết tất cả các em luôn ha. Này để thầy tính cho. Cái này mình gọi là tính sao hả? Tính nhanh ứng dụng chức năng call của máy tính em. Để bữa sau thầy chỉ cho. Bữa sau thầy sẽ chiếu cái màn hình cái máy tính Casio lên luôn. Hôm nay thầy không có chuẩn bị trước nên thầy không có chiếu lên được ha. Rồi ok cho thầy đã tính giùm cho rồi đó. Rồi được chưa? Alo. Dạ rồi. Rồi, vẽ mấy điểm này lên cho thầy coi. Thầy tạm thời thầy bỏ điểm này ha. Điểm này số lớn quá. Rồi thầy lấy trường này đi. Trường 1. Dạ, dễ. Dễ từ trường 1 từ trục vành. Rồi đánh dấu bóng trên trục tung. Rồi. Chỗ này thầy vẽ nhanh nha ha, tí nữa thầy chỉ. Tại vì chỗ này nó hơi con con rồi. Nên thầy đi lẹ để thầy xác định cho các em là biết sai chỗ nào. Rồi những cái điểm thầy chấm to đó nha. 1, 2 nè. 1, 0. Điểm thứ 3 nè. 2, 1. 2, 1. Rồi, điểm thứ 4 nè. Rồi, vẽ sao đây em? Dạ là vẽ parabola.
Darabon, nói cái điểm này lại đúng không? Dạ. Đúng chưa? Dạ. Có thấy mình sai chỗ nào không? Nó không được cân, nó không được cân xứng. Đúng rồi, nó không được cân. Nếu mà em lấy cái điểm trừ 2 9 này nữa nè, là trừ 2 nè, 9 nè, là điểm nằm trên này nè. Đó. Ở bên đây nè, em lấy 3 điểm mà đây nó có 1 điểm mà. Thấy không? Hiểu không? Hiểu chỗ sai không? Dạ. Rồi nếu mà xui xui người ta cho cái đề xui hơn nữa, là em lấy bên đây 5 điểm luôn nè. Đó. Là em chỉ vẽ được cái nhánh bên này thôi nè. Em không có vẽ được cái nhánh bên này nè. Thấy không? Tại nãy em lấy đại mà. Thấy chưa? Rồi, vậy mình sửa sao? Sửa sao Thanh? Có sửa được không? Hay là có bạn nào có ý kiến không? Có bạn nào giúp bạn được không? Cái bảng giá trị này là con rồi nha. Rồi ha. Có ai cho thầy cái cách nào mà ra được cái bảng giá trị đẹp không? Đạt được không đạt? Alo. Khoan thầy, cho em hỏi là cái y bằng x bình trừ 2 x cộng 1 đó, thầy bấm sao ra bằng 9 trừ 9 được, thầy xem bấm nó ra toàn bằng 1 không thầy? Ừ, thầy nói rồi, để bữa sau thầy chỉ cho bấm. Bữa sau thầy chiếu cái màn hình Casio lên thầy chỉ cho bấm. Hôm nay thầy không có chuẩn bị trước nên thầy không có chiếu qua màn hình Casio lên được. Bữa sau đi, bữa sau thầy chỉ nguyên lớp bấm luôn. Hôm nay cái... Mình sẽ định vĩnh tiêu đồ. Đúng rồi, hồi nãy thầy nói cái gì? Cái đồ thị parabol, cái gì là cái quan trọng nhất? Cái đỉnh là cái quan trọng nhất. Thì các em phải xác định cái đỉnh của nó trước. Rồi, xác định cái đỉnh đi cho thầy coi. Thầy coi công thức. Trừ B chia 2A. Y là bằng trừ B chia 2A. Thầy nhắc chung nè. Thuộc nha, cái này thuộc nha, bữa sau thầy dò nha. Trừ delta chia cho 4A. Ừ. Rồi. AC chia cho 4A đúng không? Chia ra. Thay vô. Rồi, thay vô. Đây là B là bằng trừ 2 bằng 2 chia cho 2A. Chia cho 2 cho 1. Rồi, tính đi, tính cho thầy coi nó ra nhiêu. Trừ 2 lại trừ 2 trừ 1 rồi. Rồi đúng rồi, 1 rồi. Tính delta luôn. Ít đi, rồi rồi hàng này là 1 đúng không? À. Em có cách nào nhanh để tính được này không? Tính delta hả? Chỉ, nè, mình có ít. Mình có ít bằng 1 nè. Đấy, thấy vô đây, ra được ý. Thầy nhắc cho thầy rồi. Mình trừ 2 nhân cho 1 cộng cho 1, 2 bằng 0. Không. Rồi, ok. Ok. Rồi, nếu mà làm theo cách của thầy nãy nè. Nếu mà làm theo cách không nhớ công thức này nè. Đi tính đi phải thôi nè. Số 2 đem ra đằng trước nè. 2x. Số 1 đem ra đằng trước nè. Giảm mũ. Thằng này hệ số tự do bỏ rồi cho nó bằng 0. Vậy mình tính ra được x bằng 1. Nha. Đây, nó đó y chang đó. Khác gì đâu. Rồi. Vậy thì các em phải cho cái điểm y trước. Đây, điểm y của mình là 1, 0 nè. Đây, 1 nè, 0 nè. Đây là điểm y nè. Đây là cái đỉnh của parabol á. Rồi, sau đó mình cho những giá trị phía trước và phía sau của thằng này. Đó là sẽ cho nhiêu? Lùi lại. 0, 1 lùi lại là 0. Lùi lại cái nữa là trừ 1. Rồi, tăng lên. 1 tăng lên là 2. 2 tăng lên cái nữa là 3. Rồi tính cho thầy những cái giá trị này thử xem.
Này là 4. Sao em? Từ khi thầy bắt đầu dạy hàm số bậc 2 á, má con đứng đứng chết. Nãy giờ cho tới như cái 6:30 mới quay lại. Giờ thầy thấy em ao nữa, thầy nghe cái tiếng ao nữa rồi hay gì đó. Đúng không? Nãy nó đứng lâu quá, cái con nó bắt đầu dùng máy tính bảng vô cái rồi thêm thời gian nó mới đắp tới mới quay lại mình. Nói chung là nãy giờ không theo được đúng không? Dạ không theo được. Con tham gia lại vào lúc thầy đang giải thích cách dùng máy tính toán này. Thì em chịu khó tí nữa thầy sẽ cố gắng thầy up cái clip lên liền, em chịu khó coi lại ha. Có bạn nào bị nữa không? Đạt nãy giờ có bị không Đạt? Hay là nó trơn tru luôn? Là trơn tru. Vậy là do mạng bên em rồi đó Phúc ơi. Các em nếu mà dùng máy tính bàn hoặc máy tính laptop á, thì các em cố gắng mua cộng dây cáp nha. Gắn vô nó sẽ ổn định hơn wifi nhiều. Rồi đâu Thanh, Thanh quay lại vẽ cho thầy cái này coi. Rồi bây giờ thầy vẽ kỹ nè, giờ hàng này bảng giá trị này đẹp này nè, thầy vẽ kỹ nè. Bạn nào mà không nhớ cách vẽ điểm á, lên hệ trục tọa độ á, thì nhìn kỹ phần này cho thầy nha. Rồi, Thanh ơi. Dạ. Rồi, vẽ điểm đầu tiên cho thầy coi. Giờ là từ 4 trên trường 1 trên trục hoành. Rồi, trường 1 trên trục hoành nè. Dạ, 4 trên trục tung. 4 trên trục tung nè. Dạ. Đây. Rồi, rồi chấm rồi. Ngay. Rồi, ok, từ từ, để thầy giải thích cho các bạn. Đây, các em nhìn nha. Trường 1 nè. Đây, trường 1 nè. Vẽ thẳng đứng lên. 4 nè. Y nè. Y là 4 nè. Vẽ ngang qua hai đường này giao nhau tại đâu thì nó điểm này nó là tọa độ của nó đó. Ok chưa? Có bạn nào thắc mắc không? Cái này mình học rồi nha. Cái này học rồi năm lớp 9 rồi đó nha. Rồi mình tiếp em. Giờ là chấm ngay 1 y. Không 1. Không một thì chấm ngay đâu? Chấm ngay y trên hay dưới? Dạ trên. Trên một đơn vị. Rồi đây. Rồi tiếp. Dạ là chấm ngay x một. Rồi x một. Rồi nó luôn nè. Rồi điểm này là điểm gì? Ghi tên điểm này luôn. Điểm y á, nó là cái đỉnh á. Rồi để thầy chấm lại màu đen đi. 1, 2, 3. Rồi tiếp. Rồi điểm này. Giờ là 2y. Ủa 2x 1y. Rồi 2 nè. Thằng đứng lên. Tới đâu, tới 1 thôi. Rồi tới 1 kéo ngang qua. Rồi tiếp điểm cuối cùng. 3x4y. Rồi 3x4y. Đây 1, 2, 3 nè. Giờ thẳng đứng lên. Thẳng đứng lên tới đâu? Thẳng đứng lên tới 4. Rồi kéo ngang qua. Rồi ok, cảm ơn em. Rồi đây mình tổng cộng là mình có 5 điểm. Rồi mình nối 5 điểm này lại thì mình sẽ được cái parabol như mình cần. Đây nên sẽ hơi xấu xíu ha. Các em lấy cái thước parabol nó dễ, nó sẽ chính xác hơn. Rồi được không? Có ai không vẽ được cái này không? Có ai không xác định được tọa độ các điểm không? Rồi ok ha. Rồi nhìn cho thầy. Trên cái này nè.
cái đường này nè. Cái đường màu xanh này nè, nó chính là cái trục đối xứng. Rồi, nó là trục đối xứng của parabol. Và cái trục đó, nó có phương trình là x bằng trừ b chia 2a. Thằng này chính là x bằng 1 á. Đây, đường này nè, là đường x bằng 1 á. Thì đường này nó là đường đối xứng của cái đồ thị. Thì các em thấy nè, ứng với cái điểm này nè, thì đối xứng qua trục này nó sẽ có điểm này. Ứng với điểm này nè, đối xứng qua trục màu xanh này nó sẽ là điểm này. À, sao được không? Vậy bạn nào mà cứ bật mic hoài vậy? Rồi, sao có ai không kịp, không theo kịp không? Ủa thầy, hao tu mà cái chỗ mà y 1 bằng 2 x trừ 2 bằng 0 thầy, thầy biến đổi chỗ đó là sao thầy? Đúng rồi, không đó, à, đó. Này đúng không? Đúng đó. Ừ, thầy nãy thầy có chỉ tính y vậy rồi đó. Số nào đem ra đằng trước? Số 2 nào đem ra đằng trước? Thì nó ra 2x đúng không? Giảm bậc. Dạ đúng rồi. Rồi 2x nè. Rồi. Đây 2x nè, thấy chưa? Rồi. Thằng này 1 nào đem ra đằng trước giảm bậc. Thì bậc 1 giảm xuống còn bậc 0 đúng không? Rồi. Rồi hệ số tự do nè, đạo hàm ra 0, 0 khỏi ghi. Rồi cho thằng này bằng 0, mình sẽ tìm được x, thì nó chính là hoành độ của đỉnh. Em có thể nhớ công thức. Nhớ công thức cũng được, nhớ công thức nó sẽ tốt hơn. Dạ rồi rồi. Rồi ok hết ha. Rồi đây là ví dụ tất cả những bài sau các em phải làm được. Thầy ơi. Thì nghe. Sao mà hỏi là tại sao cái từ đêm ta phần 4 nghe thầy tính ra không? Rồi em có hai cách. Cách 1 á là em đi đến delta. Delta bằng gì nhớ không? Alo em. Để chứ nhớ rồi. Quên. AX cộng B. Ở bình trừ 4AC. Đúng chưa? Thì nguyên cục này nè là B bình trừ 4AC chia 4A. Em nhớ trường trước. Rồi thế số vô. B là trừ 2 nè. A là 1 nè. C là 1 nè. Rồi thế vô. Tính ra được không á. Nhưng mà làm như vậy lâu lắm. Thì cái điểm này của mình nè, nó có tọa độ là x nè. Thằng này là y nè. Thì x là bằng 1 nè. Vậy mình thế vô đây 1, 1. Vậy mình tính ra được y là 0. Thế vô đây 1, 1. Rồi nhẩm nhẩm thử. Thấy y bằng 0. Hiểu không? Ừ. Rồi có ai không hiểu nữa không? Rồi ok hết ha. Rồi áp dụng. Còn, à, rồi các em vẽ ra cái này. Y bằng trừ x cộng x bình trừ 2. Rồi bắt đầu, thầy cho một phút suy nghĩ. Rồi, xong hết giờ. Đầu tiên xác định ABC cho thầy.
Rồi, số 20. Dạ, A bằng 1. A bằng 1. B bằng trừ 1. B bằng trừ 1. C bằng trừ 2. Sao vậy? Sao số cái đầu tiên của mình là trừ 1 mà em lại ghi là 1? Tại vì A là nó đứng kế bên cái x bình. Ờ. Y là AX bình cộng BX cộng C. Thầy ghi không đúng thứ tự thì cũng phải tự biết đường mà đổi lại nha. Thầy không có dạy cái dạng là Y bằng BX cộng AX bình nha. Mà thầy lại dạy là bậc của nó giảm dần. Đó là AX bình xong mới tới BX xong mới tới C. Thì các em phải tự động chuyển nó về trước, sau đó mới xác định ABC. Rồi, đi tính cái gì em? Nhớ không? Thì mình đi tính điểm Y. Ừ, đi tính cái đỉnh của nó trước. Em có thể đặt tên khác tùy em nha. Cái tên nó không quan trọng, nó là cái đỉnh, biết nó là cái đỉnh. Và em muốn đặt ABCD gì đó, tùy. Rồi, nhắc công thức cho thầy và các bạn nhớ luôn coi. Được. Là trừ B trên 2A. B trên 2A. Rồi à, trừ delta trên 4A. Delta trên 4A. Rồi, bằng. Dạ bằng là trừ 1 phần 2. Số 6 vậy ít là. Ok. Vậy thì cho số lại, số đẹp xíu, cho 4 đi. Rồi, tính lại coi. Ra 2. 2. Với lại trừ 6. Trừ 6. Làm sao em ra được từ 6? Em nói thầy nghe đây. Dạ con thấy x bằng 2 vô cái phương trình ở phía trên. Rồi chính xác. Đây là x bằng. Đây là y nè. Mình đã có được x bằng 2 rồi. Thấy vô đây thì mình sẽ tính được y ra là trừ 6. Rồi ok, cảm ơn em. Rồi đâu số 22. Cho thầy biết coi, mình lập bảng giá trị những cái điểm nào đâu? Dạ với thầy là 2, x là 2, y là từ 6. Ừ rồi, điểm này là điểm quan trọng nhất và điểm không được quyền thiếu nha. Các em nào mà thiếu điểm này là coi như nguyên cái đồ thị của em không có điểm nào hết. Không có được nửa điểm luôn đó. Rồi đây là điểm quan trọng nhất và nó phải nằm ở giữa. Rồi mình lấy hai bên, rồi lấy những số nào em? Dạ, này là từ mở bằng bệ 1. Ờ, giảm số 1. Không. Không. Lên. Dạ, này là 3. 3. 4. 4. Rồi, mình sẽ tính coi những giá trị y dưới đó là nhiều. Rồi nhớ là buổi sau thầy sẽ chỉ cách bấm máy nhanh cái chỗ giá trị này, nên buổi sau đừng có ai nghỉ hết nha. Rồi bạn nào đó giúp thầy vẽ cái đồ thị này coi. Số 23 dễ được không? Alo 23 ơi. Nguyễn Tấn Tài. Rồi Mít Thư nữa hay gì? Ok Mít Thư. Rồi 27. Alo 27 ơi. Rồi mic có hư không? Ừ, sao thấy em re vậy? Ừ,
có ba bạn mới vô, thầy quên tên mất tiêu rồi. À, đâu ba bạn mới vô, một bạn nào đó tự tự bật mic cho thầy coi. Alo alo, ba bạn mới đâu? Nãy có dạ. À, rồi em. Rồi, vô vẽ cho thầy này đi. Bữa sau thầy sẽ cố gắng nhớ tên ba bạn mới. Dạ là điểm x 2 y trừ 6. Rồi vẽ thằng này trước hả? Cũng được. Ok, chịu luôn. Vẽ giữa vẽ ra hả? À, cũng lạ ha. Rồi x bằng 2 y bằng trừ 6. Rồi vẽ sao đây em? Dạ chấm ngay gì? X bằng trừ 2. Ừ, vẽ x bằng trừ 2. Ủa chấm ngay x bằng 2. Ừ. À, y bằng trừ 6. Là lên hay xuống? Dạ xuống. Ừ, xuống. Rồi sao nữa? Dạ rồi x bằng 1. À, khi bằng trừ 6 sao? Vẽ ngang qua. Dạ ngang qua. Ừ. Rồi đây là điểm thứ nhất nè, đây là điểm y nè. Rồi ghi tên nó luôn đi, để tí quên. Rồi đây là điểm y. Rồi tiếp. Dạ rồi x bằng 1. X bằng 1. Y bằng trừ 5. Ồ, vẽ khó chịu nha. Này cảm giác tự nhiên vẽ giữa đi ra có vẻ khó chịu nha. Một năm, đây là điểm này, một trừ năm, một trừ năm, xuống cái này được chưa? Dạ xích lên. À, xích lên, ok. Dạ đây trừ năm nè, để ngang qua. Rồi mình có điểm thứ hai. Dạ điểm x0 y trừ 2 chấm ngay y trừ 2. Rồi chấm ngay y trừ 2. Rồi phần đồ thị lớp 9 các em thấy các em ổn hết ha. Bữa sau thầy sẽ không làm chi tiết như vậy nữa nha. Thì hôm nay thầy làm để ôn lại thôi. Rồi thầy thấy các em vẽ được rồi đó. Rồi đi qua đây. Dạ x3 y trừ 5 chấm ngay 3 y trừ 5. 3 y trừ 5. 3 trừ 5. Rồi, sao nữa, điểm cuối. Dạ, x4 với y bằng trừ 2. 4 trừ 2. 4 trừ 2. Rồi, đây. Yeah. Rồi, tổng cộng là mình có 5 điểm nè. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Rồi, mình làm gì nữa? Dạ, vẽ parabol. Ờ, dùng cái parabol này nè. Đặt cái thức parabol đi qua 5 điểm này và vẽ nó thôi. Ờ... tay nó hơi xấu nha. Thầy ơi, thầy cho em xin nghỉ 5 phút cuối nha. Rồi ok, rồi học cái sao nữa hả? Dạ không, tại kiểm tra thầy. Ừ. Để nghỉ ôn bài. Rồi ok, nhớ câu lại nha. Dạ. Với thầy cho bài tập về nhà nhớ làm á. Rồi ok, bài em. Rồi, nhớ ghi tên ha. Y bằng cái gì đó đó, nhớ ghi vô. Rồi, bạn nào xác định trục đối xứng của cái đồ thị này cho thầy coi. Ai đây? Ai chưa gọi đây? Đâu Đạt, xác định trục đối xứng thầy cho coi Đạt. Cho nghe thầy. Xác định trục đối xứng của cái parabol này. Thì là 2 trừ 6 trục đối xứng. 2 trừ 6 là cái điểm nha. Suy nghĩ kỹ. 2 với y. Điểm y nó thẳng lên. Điểm y nó thẳng lên. Điểm y là điểm nào ta? À, điểm trừ trừ 2 đến 6 à, là điểm y này. À điểm này à. Đi thẳng lên. Đúng. Kéo từ ở trên kéo xuống à, kéo vuông góc đi qua điểm y luôn. Rồi ok. Trong này có phương trình gì em? Thứ hai là x bằng trừ b chia 2a. Cụ thể luôn. X bằng 1. Ừ, cái gì? Ngoài đâu à? À, x bằng 2. Ừ, x bằng 2 ha. Rồi ok. Rồi, x bằng 2 là trục đối xứng.
Rồi, ok hết chưa? Có ai còn muốn gì không? Dạ, có con. Này, cái cách tính đi, cái delta là mình tính theo cái kiểu nào thầy, quên rồi thầy. Ừ, rồi trời xíu. Cái trừ delta 4A thầy. Rồi, ý em là tính thằng này, tại sao mà ra được trừ 6 đó, đúng không? Nó đó thầy. Ờ, thì thay vì em đi tính delta, em đi tính delta rồi em thế số vô đây rồi em chia cho 4A thì nó phiền quá. Thì mình có cái điểm này nè, y nè. Mình có được là trừ b chia 2A là mình đã tính ra được là 2 rồi nè. Thì một điểm á, nó tạo từ hai cái giá trị, đó là hoành độ và tung độ. Đây là hoành độ nè, đây là tung độ nè. Thì cái điểm này thuộc đồ thị này, tức là em sẽ đem cái giá trị x bằng 2 này nè, em thế vào đây nó sẽ thỏa mãn. Thì nó sẽ ra được cái giá trị y. Được không? Hiểu không? Ờ, cái A của mình là trừ 1 bằng 1 hay là bằng trừ 4 này? À, đương nhiên thì không phải thằng này rồi, thằng này là gì? Hệ số bên ngoài. Đấy, cái dạng của mình là gì? A x bình B x. Thì đây mới là A nè. Thấy không? Ủa, A. Rồi. Thấy chưa? Được. Thầy dạy cái dạng là dạng này nha, chứ thầy không dạy là BX cộng AX bình nha. Vì trừ 4 đó là mình chia 1 phần 2 ra, còn trừ 1 hay gì thầy? Trừ 4 là sao mình ra thành trừ 1 sao hay thầy? À, ok. Tại hồi nãy thầy sửa đề cho số nó đẹp xíu á, B là trừ 4 á. Thì chia nãy giờ mình tính hoài không? Tại nãy thầy sửa số 4 này lại cho nó đẹp á. Rồi, ok chưa? Ôi rồi mình, nếu mà mình ra 2 rồi bên cái 4A này là mình thêm vô là trừ 2 phần 4A nè, thế trừ 2 vô đấy, trừ 4 nè, nhân cho 2 nè, cộng 2 bình nè, trừ 2 nè, thì em bấm nguyên dòng này ra được đi. À rồi, hiểu chưa? Dạ rồi em. Được rồi, ok. Có bạn nào chưa được nữa không? Con muốn có nhờ. Rồi, em sao? Thì laptop con á thầy. Ờ, Phúc hả? Phúc hồi chịu khó coi lại clip đi em ha. Tại vì nguyên lớp của mình em bị, thầy không thể tua lại từ đầu được. Rồi coi lại clip đi, có không gì không hiểu thì nhắn cho thầy ha. Rồi, bài tập về nha. Xác định đỉnh trục đối xứng và vẽ số 1 y bằng 2x bình cộng 4x trừ 1 trừ 1 trừ 1 trừ 5. Sáu trừ bình trừ bốn x rồi, ok, làm bài này cho thầy. Rồi, nhớ nộp cho thầy trước buổi học ngày hôm sau. Rồi, thôi, mình nghỉ ha. Cứ em mail ra học ca sao đi. Dạ.